bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 856, Đại khủng bố xuất thế một. Cho dù chú Linh Tông không đến hưng sư vấn tội, không có thái thượng trưởng lão tọa trấn, chiến thiên môn chúng ta có thể chống đỡ qua được cửa ải này hay không? Một số trưởng lão chiến thiên môn nhao nhao nói ra băn khoăn của mình. Nếu như tin tức thái thượng trưởng lão chết truyền ra ngoài, tình cảnh chiến thiên môn bọn họ sẽ như thế nào, kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chú linh tông đáng chết này đến cùng có hậu thủ gì ngay cả thái thượng trưởng lão cũng sẽ chết ở nơi đó tông chủ chiến thiên môn điền bất dịch nắm chặt nắm đấm cắn răng nghiến lợi nói hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ thái thượng trưởng lão chính là tồn tại võ đế bát giai chú linh tông làm sao có thể có người có thể giết được hắn chẳng lẽ thái thượng trưởng lão không phải bị giết ở chú linh tông điền bất dịch nghĩ tới đây lắc đầu thực lực của thái thượng trưởng lão ngoại trừ những thế lực cùng đẳng cấp này cơ bản không có khả năng bị thế lực khác tổn thương bởi vì bọn họ không có năng lực đó thái thượng trưởng lão ở trong chú linh tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao cùng tam trưởng lão chết ở nơi đó hơn nữa không chỉ như thế những đệ tử bọn họ mang qua kia cũng toàn bộ chết rồi vậy chú linh tông chẳng lẽ còn có chuẩn bị gì không tầm thường sao môn chủ ngươi cũng nói một câu đi chúng ta bây giờ nên làm sao bây giờ những trưởng lão kia thấy Điền Bất Dịch vẫn luôn cao chặt lông mày, không nói một lời, cũng có chút nóng nảy. Hiện tại chiến thiên môn bọn họ làm màu không thành, ngược lại bị chơi một vố đau, ngay cả Thái thượng trưởng lão cũng mất. Lần này phải làm sao bây giờ? Không có Thái thượng trưởng lão, chiến thiên môn bọn họ đã không còn bất kỳ năng lực gì bảo vệ mình, mặt người chém giết. Các ngươi yên tâm, chiến thiên môn có bổn môn chủ ở đây, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Điền bất dịch thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt, hắn biết hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong của chiến thiên môn bọn họ, nhưng hắn vẫn không sợ, dù sao chiến thiên môn bọn họ cũng có ác chủ bài, căn bản không cần e ngại những tông môn nhị lưu tam lưu kia, nhưng mà, hiện tại chú Linh Tông chính là thế lực có uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ, chỉ cần hủy diệt bọn họ, còn có ai dám can đảm xâm phạm chiến thiên môn, nghĩ tới đây, trong ánh mắt điền bất dịch lóe lên một tia điên cuồng, môn chủ, Lão tổ hắn có thể chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất 10 năm, 10 năm sau hắn cũng phải tiêu tán, không có Thái thượng trưởng lão, lại không có lão tổ, đến lúc đó chúng ta còn có cái gì đi đấu cùng đỉnh cấp thế lực khác? Đại trưởng lão Chiến Thiên Môn lo lắng nói, tuy rằng hiện tại không có Thái thượng trưởng lão, Chiến Thiên Môn bọn họ không cần quá mức e ngại, nhưng mà, lão tổ của bọn họ sắp tiêu tán, đây là chỗ sợ hãi của bọn họ. Hai tồn tại có uy thế nhất đều không có, điều này làm cho chiến thiên môn bọn họ lấy cái gì cùng thế lực đỉnh cấp khác đối kháng chuyện này các ngươi không cần quản bổn môn chủ tự có an bài hiện tại các ngươi chỉ cần xử lý tốt chuyện tông môn là được điền bất dịch nhắm mắt lại dường như đã đưa ra quyết định trọng đại nào đó môn chủ đại trưởng lão còn muốn nói gì đã bị điền bất dịch ngắt lời được rồi các ngươi đều xuống đi chuyện này các ngươi không cần phải xen vào bổn môn chủ tự có định đoạt những trưởng lão chiến thiên môn này thấy môn chủ đã làm ra quyết định gì cũng không hỏi nhiều nữa từng người đứng dậy cáo biệt điền bất dịch điền bất dịch mở to mắt nhìn những trưởng lão này đi ra đại điện chậm rãi đứng dậy hắn đã làm ra một quyết định điên cuồng chiến thiên môn ta sống không tốt các ngươi cũng đừng hòng sống tốt chú linh tông ta muốn toàn tông các ngươi chôn cùng thái thượng trưởng lão cho ta hai mắt điền bất dịch phát ra lệ mang điên cuồng lạnh lùng tự nói điền bất dịch chậm rãi đứng dậy cũng đi ra khỏi đại điện, đi tới cửa đại điện, phân phó một tên đệ tử canh giữ ở cửa, ngươi gọi đồng tâm và đồng tỏa đến mật thất, bổn môn chủ có việc tìm bọn chúng. Sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi về phía mật thất bảo khố của chiến thiên môn, sau khi tiến vào mật thất bảo khố, lại ở một góc phi thường bí ẩn trong mật thất, mở ra một cánh cửa nhỏ chỉ cho một người đi qua, thông qua cửa nhỏ, điện bất dịch đi vào không gian nhỏ tối tăm này, ở giữa mật thất tối tăm này có một bệ đá, trên bệ đá đặt một cái đĩa phát sáng lấp lánh, trong cái đĩa này, khắc họa lít nha líp nhít phù văn, phát ra ánh sáng chính là những phù văn này, đợi điền bất dịch đến gần. Nhìn cái đĩa này, sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng hắn làm ra quyết định, sắc mặt cũng trở nên kiên định, trong hai mắt lộ ra âm tàn, ngươi có ở đó không, điền bất dịch khẽ gọi cái đĩa này, nhưng cái đĩa kia vẫn là cái đĩa kia, căn bản không có ý đáp lại điền bất dịch, điền bất dịch cũng không nhục chí, tiếp tục nhẹ giọng gọi, ngươi có ở đó không? Mười hơi thở sau, cái đĩa vẫn không trả lời hắn, Điền Bất Dịch tiếp tục gọi, ngươi có ở đó không? Khi Điền Bất Dịch lần thứ ba nói, ngươi có ở đó? Không. Thì rốt cuộc cái đĩa này cũng có biến hóa, lúc này trong cái đĩa phát ra một trận quang mang chói mắt, Điền Bất Dịch theo bản năng lấy tay che mắt lại, khi ánh sáng này không còn chói mắt như trước, Điền Bất Dịch khiếp sợ nhìn chuyện xảy ra trước mắt, phía trên cái đĩa đang có một người ngồi xếp bằng trôi nổi, bất quá đây chỉ là một hư ảnh mà thôi, người thật sự còn ở trong cái đĩa kia, người ngồi xếp bằng này trông vô cùng đáng sợ, ít nhất điện bất dịch thấy là như vậy. Người này vô cùng gầy gò, có. Thể nói là da bọc xương, nhưng trên đầu hắn có hai cái sừng, sau lưng còn có một đôi cánh thịt, đôi mắt hiếp lại của hắn, vô cùng dài nhỏ, mũi cao và nhọn, ngón tay của hắn thon dài, bắt mắt nhất vẫn là móng tay của hắn, móng tay của hắn đen như mực, dài hơn ngón tay hắn rất nhiều, móng tay sắc nhọn như móng vuốt của ma thú, ngay khi Điền Bất Dịch đang quan sát hắn, người này đột nhiên mở mắt ra, khi Điền Bất Dịch nhìn vào hai mắt của hắn, giống như nhìn thấy núi thay biển máu, hơn nữa bản thân còn. Ở ngay trong núi thay biển máu này, trước mặt Điền Bất Dịch, biển máu cuồn cuộn ngàn trượng, ập đến hắn ngập trời, trong biển máu, có rất nhiều ác ma tướng mạo vô cùng kỳ quái, nở nụ cười dữ tợn với hắn, hơn nữa lúc này trên đỉnh đầu hắn, có núi thay cao vạn trượng do khô lâu và chân tay cục tạo thành, cũng đè xuống phía hắn, không. Điền bất dịch hồn vía lên mây, gào thét thảm thiết, chờ sau khi hắn hét lên, bản thân lại trở về hiện thực, vẫn là ở trong không gian u ám kia, đối diện là quái nhân mở đôi mắt đỏ như máu, cười tủm tỉm nhìn hắn, hộc hộc. Điền bất dịch thở hỗn hển cảnh tượng vừa rồi quá đáng sợ, bản thân hắn trong cảnh tượng đó giống như con kiến hôi, quá nhỏ bé, trải qua một lần, hắn cũng không muốn thử nghiệm lần thứ hai nữa, thật sự quá đáng sợ, đó là một cổ tuyệt vọng vô tận, không có một chút khả năng sống sót, là ngươi gọi ta tỉnh dậy, quái nhân mọc cánh thịt này, nheo đôi mắt đỏ như máu nhìn Điền Bất Dịch nói, "Vâng, tiền bối." Điền Bất Dịch vội vàng đáp lại, sợ chậm trễ sẽ bị kẻ này đẩy vào ảo cảnh một lần nữa, gọi ta có chuyện. "Gì? Quái nhân có cánh thịt này nói với Điền Bất Dịch?" quái nhân này chính là đại khủng bố trong miệng điền hồng bá trong lời đồn đại của chiến thiên môn kẻ xấu đại khủng bố này tên là ẩn nhân là một tồn tại bất tử tiền bối lão tổ chúng ta từng dặn dò chỉ cần thả ngươi ra ngươi sẽ làm một việc cho chiến thiên môn ta điền bất dịch cúi đầu cung kính hỏi điền bất dịch cúi đầu không phải thật sự cung kính ẩn nhân mà là hắn không dám nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của ẩn nhân hắn không muốn vừa nhìn vào đôi mắt khủng bố này liền rơi vào cảnh tượng núi thay biển máu đáng sợ kia ẩn nhân nghe vậy suy nghĩ một chút rồi đáp hình như có chuyện như vậy dường như ta đã từng đáp ứng một người như vậy trong ký ức của ẩn nhân hình như có chuyện như vậy nhưng hắn không biết hiện tại đã qua bao lâu rồi hắn là huyết tộc bất tử sau khi thực lực đạt đến cảnh giới nhất định có thể đạt tới bất tử bất diệt nhưng cũng có cái giá phải trả muốn chân chính đạt tới bất tử bất diệt chính là không thể sinh con đẻ cái cả đời phải giữ thân đồng tử ẩn nhân không biết mình đã sống bao lâu rồi cũng không biết mình bị phong ấn trong cái đĩa này bao lâu rồi nhưng hắn chỉ biết sẽ có người cứu hắn ra khỏi cái đĩa này tiền bối không biết chuyện này còn có hiệu lực không trong lòng điền bất dịch cũng rất rối rắm hắn cũng sợ nếu thả đại khủng bố này ra liệu có gây ra tổn hại lớn cho cấm đoạn đại lục hay không nhưng hắn vừa nghĩ tới sau khi chiến thiên môn mình mất đi thái thượng trưởng lão Đối sẽ trở thành đối tượng bị tấn công tiếp theo, có lẽ, không lâu nữa chú Linh Tông chắc chắn sẽ dẫn người đến, hiện tại hắn không chắc lão tổ ý thức thể có thể ngăn cản được hay không, dù sao kẻ đã có thể giết chết Thái thượng trưởng lão võ đế Bát giai, lại dám dẫn người tới cửa, vậy tuyệt đối sẽ không sợ hãi sự tồn tại của ý thức thể, hiện tại, hắn chỉ có thể ra tay trước, thả đại khủng bố này ra, dịch chú Linh Tông trước rồi tính, ẩn nhân nghe Điền Bất Dịch nói xong, lộ ra nụ cười mê người ha ha đương nhiên còn hiệu lực chẳng lẽ ngươi gặp phải vấn đề không thể giải quyết sao tẩn nhân nói xong ngón tay hắn không khỏi rung lên đây là kích động bởi vì hắn lại nhìn thấy cơ hội mình có thể thoát ra khỏi cái đĩa chết tiệt này đúng vậy tiền bối hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong của chiến thiên môn chúng ta điền bất dịch cũng không giấu giếm trực tiếp nói ra nguyên nhân nếu không gặp phải chuyện như vậy hắn cũng sẽ không đến đây thả kẻ có khả năng uy hiếp đến an nguy của cấm đoạn đại lục ra ngoài, ha ha, thì ra là vậy, nói đi, cần ta làm chuyện gì cho các ngươi, lúc này ẩn nhân lại bình tĩnh lại, hắn cũng biết dục tốc bất đạt, mọi việc phải từ từ từng bước, tiền bối, đối với ngài mà nói chuyện này cũng không có gì to tác, chỉ cần ngài giúp chiến thiên môn chúng ta diệt chú Linh Tông, trọng thương 13 thế lực đỉnh cấp khác là được, theo điện bất dịch, chú Linh Tông nhất định phải diệt, tuy rằng cái chết của Thái Thượng Trưởng Lão, hiện tại hắn vẫn chưa có được. Tin tức chính xác là do bọn họ gây ra, nhưng chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến bọn họ, cho dù không phải bọn họ làm, hắn cũng phải tính lên đầu bọn họ. Về phần 13 tông môn khác, nếu diệt sạch, chiến thiên môn bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ cần trọng thương bọn họ, sau này hắn từ từ tính toán, có lẽ có thể độc bá cấm đoạn đại lục, điền bất dịch nói xong ước chừng 10 hơi thở, giọng nói của ẩn nhân mới vang lên, chuyện này không thành vấn. Đề, nhưng mà, Điền Bất Dịch nghe được hai chữ, nhưng mà, liền biết hắn có yêu cầu gì, tiền bối, có chuyện gì cứ nói, chúng ta có thể làm được điều gì cho ngài. Ẩn nhân rất hài lòng với sự thông minh của Điền Bất Dịch, bèn cười tủm tỉm nói tiếp, ha ha, chỉ cần ngươi thả Huyền Tỷ Thiên La bàn đang giam cầm ta vào máu của một cặp song sinh sinh ra vào giờ tí là được. Nhớ kỹ, cặp song sinh này nhất định phải là đồng nam đồng nữ, giờ tí chính là người sinh ra vào lúc không giờ, ý của ẩn nhân rất rõ ràng muốn thả huyền tỷ thiên la bàn đang giam cầm hắn vào máu của một cặp song sinh đồng nam đồng nữ sinh ra vào lúc không giờ là được tiền bối chuyện này đã được chuẩn bị cho ngài rồi không bao lâu nữa là có thể làm xong đối với yêu cầu này điện bất dịch đã bắt đầu thực hiện rồi vừa rồi lúc hắn ra khỏi đại điện bảo một đệ tử đi gọi đồng tâm đồng tỏa chính là để chuẩn bị cho việc này đồng tâm đồng tỏa này chính là một cặp long phượng thai sinh ra vào giờ tí hiện tại vẫn giữ thân đồng nam đồng nữ ha ha ngươi yên tâm bản tôn nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần bản tôn thoát khốn, lập tức sẽ giúp ngươi làm chuyện này. Ẩn nhân không hề biểu hiện ra vẻ mừng như điên khi sắp thoát khốn, mà rất bình tĩnh. Hơn nữa, còn làm ra vẻ một vị tiền bối hiền từ, khiến điền bất dịch nhìn vào, cứ tưởng hắn chỉ là một người vô hại. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, điền bất dịch. Có chút bị vẻ ngoài của ẩn nhân lừa gạt, hiện tại hắn đã gạt bỏ ý nghĩ bất an kia ra sau đầu. Có lẽ, sau khi thả đại khủng bố này ra, sẽ không gây ra nguy hại gì lớn. Lúc này, Hắn phát hiện bên ngoài mật thất bảo khố đã có người đến gần, liền biết đồng tâm đồng tỏa đã đến, Điền Bất Dịch vội vàng nói rõ tình huống cho ẩn nhân, rồi lui ra khỏi mật thất nhỏ này, đến mật thất bảo khố chờ đồng tâm đồng tỏa, sau khi Điền Bất Dịch rời khỏi mật thất nhỏ này, ẩn nhân rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật của hắn. Khạch khạch, toàn là mỹ vị a. À. Xảo trá, tham lam, tà ác, đều có thể nhìn ra được từ khuôn mặt kia của hắn, sau khi Điền Bất Dịch rời khỏi mật thất nhỏ này, đợi trong mật thất bảo khố khoảng mười mấy hơi thở, một nam một nữ từ bên ngoài đi vào bọn họ chính là cặp song sinh đồng tâm đồng tỏa đồng tâm đồng tỏa bái kiến sư phụ hai người chính là đồ đệ của điền bất dịch điền bất dịch thu bọn họ làm đồ đệ thuần túy là vì bọn họ phù hợp yêu cầu này quy định này không biết từ khi nào đã được lưu truyền tới nay mỗi đời môn chủ đều phải tìm một cặp long phượng thai sinh ra vào nguyên thời để thu làm đệ tử có lẽ là lo trước khỏi họa chờ đợi thời khắc này điền bất dịch nhìn hai người này nhắm mắt lại nói, đồng tâm, đồng tỏa, ta đối với các ngươi như thế nào, là điền bất dịch từ nhỏ đã mang về môn phái nuôi lớn, nói không có tình cảm đó là giả, hắn cũng có chút không đành lòng, sư phụ, người đối xử với đồ nhi như cha mẹ ruột vậy, đồng tâm là ca ca liền đáp lời. Ừm, um, tốt, không uổng phí một mảnh khổ tâm của ta, điền bất dịch mở mắt ra, nhìn đồng tâm đồng tỏa vẫn luôn cúi đầu, hai mắt chợt lóe lên vẻ không đành lòng, đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi phù hợp điều kiện này, Điền Bất Dịch thở dài trong lòng, chỉ chốc lát sau, tiền bối, đồ vật ngươi muốn tìm tới rồi, Điền Bất Dịch bưng một chậu máu tươi đi đến, hưng phấn nói với ẩn nhân, ẩn nhân sau khi ngửi thấy mùi máu tươi kia, lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng hắn đã tận lực áp chế xuống, ha ha. Tốt tốt tốt, mau bỏ Huyền Tỳ Thiên La bàn vào trong máu tươi này, hiện tại toàn thân ẩn nhân có chút run rẩy, mình sắp được thoát khốn, mình rốt cuộc sắp từ trong Huyền Tỳ Thiên La bàn đáng chết này đi ra, vâng, tiền bối điền bất dịch đặt chậu lên trên bàn cầm lấy huyền tỳ thiên la bàn đang giam giữ ẩn nhân đặt nó vào trong chậu chứa máu tươi của đồng tâm đồng tỏa máu tươi vừa vặn ngập huyền tỳ thiên la bàn ngâm huyền tỳ thiên la bàn này vào trong đó sau khi huyền tỳ thiên la bàn được bỏ vào trong chậu máu tươi này máu tươi này thế mà từ từ ăn mòn phù văn kia phù văn càng ngày càng mờ nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa ngay sau khi phù văn biến mất huyền tỳ thiên la bàn này phát ra một tiếng vang thanh thúy răng rắc huyền tỳ thiên la bàn giam giữ ẩn nhân vỡ tan ngay khi huyền tỳ thiên la bàn vỡ tan một luồng ánh sáng đỏ từ bên trong bay ra ha ha bản tôn rốt cuộc thoát khốn ha ha bao nhiêu năm rồi bao nhiêu năm rồi sau khi hồng quang này đi ra tiếng cười điên cuồng của ẩn nhân vang lên hồng quang này chậm rãi hội tụ thành một hình người hình người này chính là chân thân của ẩn nhân ngay khi ẩn nhân lộ ra chân thân ở bên ngoài đã xảy ra thiên địa dị biến ầm ầm trên bầu trời cấm đoạn đại lục đột một xuất hiện một đám mây mù đỏ như máu toàn bộ bầu trời cấm đoạn đại lục đều bị đám mây mù màu đỏ như máu này bao phủ trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu hoảng sợ và bất an chuyện gì vậy tại sao bầu trời lại biến thành màu đỏ như máu chú linh tông trần lâm nhìn mây mù màu đỏ trên bầu trời trong lòng xuất hiện một loại dự cảm chẳng lành đây là điềm đại hung chẳng lẽ cấm đoạn đại lục này sắp xảy ra chuyện gì trần lâm cao mày mặc dù hiện tại hắn có thực lực võ đế đỉnh phong nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an, chỉ là, nếu như mình gặp phải nguy hiểm gì, hắn tin tưởng Dương trưởng quỷ nhất định sẽ tới cứu, chỉ cần Dương. Trưởng quỷ tới, vậy thì tất cả đều không thành vấn đề, hung triệu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể xuất hiện thiên tượng như vậy, thi sơn huyết hải, hoang tàn khắp nơi, máu chảy thành sông, tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện tình huống như vậy? Các lão tổ của một số tông môn đỉnh cấp, nhao nhao từ trong giấc ngủ say tỉnh lại nhìn dị tượng này đều tỏ vẻ không hiểu hơn nữa bọn họ mơ hồ cảm thấy một kiếp nạn của cấm đoạn đại lục sắp ập tới tiền bối chúc mừng tiền bối thoát khốn điền bất dịch cung kính chúc mừng ẩn nhân ẩn nhân rất hài lòng với điền bất dịch vậy nên hắn quyết định cho điền bất dịch một cái chết thống khoái ha ha ngươi không tệ ngươi làm rất tốt để thưởng cho ngươi vì đã giúp bản tôn thoát khốn điền bất dịch nghe đến đó liền vội vàng ngắt lời tiền bối vãn bối không dám yêu cầu xa vời phần thưởng chỉ cần tiền bối có thể giúp vãn bối làm những chuyện kia vãn bối liền mãn nguyện bị cắt ngang lời nói ẩn nhân lộ ra một nụ cười tàn nhẫn con kiến hôi này dám cắt ngang lời nói của mình tốt lắm rất tốt hắc hắc từ trước tới nay chưa từng có ai dám cắt ngang lời nói của bản tôn à không vẫn là có rất nhiều người nhưng bọn hắn đều đã biến thành đồ ăn ngon của bản tôn ẩn nhân rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật lộ ra vẻ mặt dữ tợn với điện bất dịch tiền bối Ngươi đây là ý gì?" Điền Bất Dịch đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, có một loại dự cảm cực kỳ xấu, mình giống như thật sự đã gây ra đại họa rồi, tên này không có võ đức, hắc hắc, "Để thưởng cho ngươi vì đã giúp bản tôn thoát khốn, bản tôn ban cho ngươi sự bất tử." Ẩn. Nhân hóa thành một đám mây mù màu đỏ bay về phía Điền Bất Dịch, kỳ thực ẩn nhân nói cũng không sai, bản thân hắn chính là bất tử, chỉ cần hắn nuốt Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch cũng sẽ trở thành một phần của hắn, cũng có thể cùng đạt tới sự bất tử. Điền Bất Dịch thấy vậy thì làm sao có thể không hiểu, ẩn nhân muốn ăn cháo đá bát, hắn cũng hoảng sợ, không, ngươi không thể như vậy nhưng mà, còn chưa đợi Điền Bất Dịch nói hết lời, đám mây mù do ẩn nhân hóa thành đã bao vây lấy hắn, chưa tới ba hơi. Thở, Điền Bất Dịch đã biến mất tại chỗ, ngay cả xương cốt cũng không còn, ẩn nhân liếm môi, giống như đang hồi tưởng lại mỹ vị, hắc hắc, quả nhiên là mỹ vị, ngươi yên tâm, bản tôn sẽ làm chuyện đã hứa với ngươi, nhưng trước khi đi làm chuyện này hãy để bản tôn ăn no nê đã ẩn nhân nói xong hóa thành một đám mây mù màu đỏ phá ta nóc mật thất của chiến thiên môn chuyện gì vậy tại sao ta không thể động đậy bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi trời à ta không thể động đậy đây là thế nào trưởng lão môn chủ các ngươi ở đâu cứu mạng chuyện gì xảy ra tại sao ta không thể động đậy tại sao bầu trời lại đột nhiên biến thành màu đỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi đám mây mù do ẩn nhân hóa thành xuất hiện trên bầu trời Chiến Thiên Môn, tất cả mọi người ở Chiến Thiên Môn, dù là lão tổ, trưởng lão hay đệ tử, đều không thể động đậy, như bị điểm huyệt. Điều này khiến cho tất cả mọi người ở Chiến Thiên Môn đều rơi vào khủng hoảng. Hắc hắc, những món ăn ngon ơi, đừng sợ, bản tôn sẽ giúp các ngươi giải thoát. Ẩn nhân nhìn những người của Chiến Thiên Môn phía dưới, lộ ra vẻ tham lam, ngay sau đó, đám mây mù do ẩn nhân hóa thành liền lao xuống phía dưới. A à, a, à, không chỉ trong mười mấy hơi thở, tất cả mọi người ở chiến thiên môn, không một ai sống sót, không. Chiến thiên môn vẫn còn hai người sống, trong mật thất, đồng tâm và đồng tỏa tỉnh lại từ hôn mê, hai huynh muội nhìn nhau, mỗi người đều thiếu mất một cánh tay, trên mặt lộ vẻ khó tin, chú Linh Tông, hắc hắc, tiếp theo chính là ngươi. Sau khi nuốt hết đệ tử chiến thiên môn, ẩn nhân liếm môi, tuy rằng hắn đã nuốt điền bất dịch, nhưng hắn vẫn sẽ thực hiện lời hứa với điền bất dịch, cho dù là kẻ xấu, ẩn nhân cũng phải là một kẻ xấu có uy tín, hắn hóa thành một làn khói bay về phía chú linh tông khi hắn nuốt điền bất dịch hắn cũng đã tiêu hóa ký ức của điền bất dịch cũng biết được tình hình cụ thể của thế giới này đương nhiên cũng biết đường đi tới chú linh tông cũng biết tình hình thực tế của cấm đoạn đại lục với thực lực hiện tại của mình có thể nói là muốn làm gì thì làm ở cấm đoạn đại lục này nhưng trước khi tiêu diệt chú linh tông và các tông môn khác hắn muốn ăn một bữa no nê đã nơi nào ẩn nhân đi qua tất cả sinh linh đều bị hắn nuốt chửng dù chỉ là một con sâu róm hắn cũng không bỏ qua, ờ, sau khi nuốt gần 10 triệu người và vô số sinh linh ở năm tòa thành, hắn cuối cùng cũng no bụng, thỏa mãn ở một cái, ha ha, đã lâu rồi không được no như vậy, mùi vị của sinh mệnh thật tuyệt vời, ẩn nhân lộ ra vẻ mặt. Thỏa mãn, bản thân bị phong ấn trong huyền tỳ thiên la bàn không biết bao nhiêu năm, đã gần như quên mất mùi vị của sinh mệnh, nhưng mà, bây giờ hắn lại có thể thưởng thức mỹ vị của sinh mệnh, cấm đoạn đại lục có nhiều sinh linh như vậy, đủ để hắn hưởng dụng, chú Linh Tông, đại điện trần lâm cảm nhận được một sự bất an từ khi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đám mây mù màu đỏ kia hắn liền cảm thấy bất an vô cùng bất an lão tổ tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì diệp huy bất an hỏi hắn cũng cảm thấy bầu không khí đại họa sắp ập tới thật không biết tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện loại cảm giác bất an này khiến người ta có cảm giác như sắp bị hủy diệt vậy tông chủ chú linh tông diệp hoa đình cũng cao mày sắc mặt vô cùng khó coi loại dự cảm chẳng lành đột nhiên xuất hiện trong lòng này khiến hắn vô cùng sợ hãi hiện tại toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều tràn ngập cảm xúc bất an sợ hãi tông chủ như hắn nhìn thấy mà sốt ruột trong lòng ta cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này không biết tại sao lại xuất hiện thiên địa dị tượng này trần lâm lắc đầu cảm xúc bất an trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt ngày càng sợ hãi diệp huy và diệp hoa đình liếc nhìn nhau diệp huy nói lão tổ tông vậy bây giờ chúng ta phải làm sao trần lâm thở dài hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi trên bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện thiên địa dị tượng này có lẽ chờ vài ngày chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra trần lâm nói xong liền nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng hắn phải nhanh chóng bình phục lại cảm xúc bất an của mình hiện tại hắn không dám nghĩ nếu như cảm giác trong lòng biến thành sự thật vậy phải làm sao bây giờ đúng lúc này bọn họ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm nồng đậm xuất hiện trên bầu trời chúa linh tông đến rồi trần lâm diệp huy Diệp Hoa Đình đồng thời lên tiếng, lúc này bọn họ không biết là ai đến, chỉ biết là chuyện khiến bọn họ bất an, sợ hãi đã tới. Hơn nữa, chuyện này lại hướng về phía chú Linh Tông của bọn họ, vừa dứt lời, trên bầu trời chú Linh Tông xuất hiện một đám mây màu đỏ, đám mây màu đỏ này chậm rãi hội tụ thành hình người, tất cả trưởng lão, đệ tử chú Linh Tông đều đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời, bọn họ đều phát hiện ra tình huống này. Trần Lâm và những người khác cũng lắc mình xuất hiện. Bên ngoài đại điện, nhìn ẩn nhân có đôi cánh thịt, hình dạng vô cùng xấu xí lông mày nhíu chặt cảm nhận được linh lực trên người ẩn nhân trần lâm cảm thấy một loại cảm xúc tuyệt vọng thậm chí còn mạnh hơn cả siêu thần sao có thể như vậy làm sao có thể tồn tại người như vậy ở cấm đoạn đại lục trần lâm nhìn ẩn nhân hai mắt lộ vẻ khó hiểu không thể tin được ẩn nhân xuất hiện trên bầu trời chú linh tông nhìn những con kiến hôi đầy vẻ sợ hãi phía dưới cười lớn nói hắc hắc lũ kiến hôi không cần sợ đừng sợ hãi các ngươi sắp trở thành thức ăn của bản tôn bản tôn sẽ mang các ngươi cùng trường sinh bất lão, ẩn nhân nói xong, Trần Lâm, Diệp Huy, Diệp Hoa Đình và những người khác ở phía dưới đều kinh hãi, từng người trợn to mắt nhìn ẩn nhân, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, thức ăn gì? Chẳng lẽ tên xấu xí này muốn biến chúng ta thành thức ăn sao? Diệp Huy kinh ngạc nhìn ẩn nhân, vội vàng hỏi Trần Lâm, lão tổ tông, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trần Lâm không nói gì, im lặng, hắn chỉ nhìn chầm chầm ẩn nhân trên trời, hắn biết thực lực của đối phương quá cao, cao đến mức hắn không có ý nghĩ phản kháng, tuy nhiên, hắn vẫn lắc mình một cái, bay lên trời, đứng đối diện với ẩn nhân, mặt không cảm xúc nhìn ẩn nhân, ngươi là ai, Trần Lâm hỏi ẩn nhân, tuy rằng trong lòng Trần Lâm không có ý nghĩ phản kháng, nhưng hắn có một loại dự cảm, đó chính là mình sẽ không chết, dương trưởng quỷ sẽ đến cứu hắn, Trần Lâm cũng không biết tại sao lại có dự cảm này, hắc hắc, thực lực của ngươi không tệ, là người mạnh nhất mà bản tọa từng thấy ở lục địa này, ẩn nhân nhìn Trần Lâm, lộ ra ánh mắt tham lam, tu vi cảnh giới càng cao thì đối với hắn càng là mỹ vị, tuy nhiên, ngươi sẽ trở thành, không, không, tất cả các ngươi sẽ trở thành thức ăn ngon của bản tôn. Ẩn nhân liếm môi, hắn tham lam nhìn Trần Lâm, Trần Lâm không để ý tới những lời nói lung tung này của ẩn nhân, thản nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, tới chú Linh Tông có chuyện gì, chờ một chút bất kể tình huống như thế nào, sẽ xảy ra chuyện gì, cũng phải biết rõ đối phương là ai, tại sao đối phương tới chú Linh Tông mới được, khặt khặt khặt, sâu kiến, ngươi hình như không sợ bổn tôn, tuy thực lực của ngươi mạnh hơn bọn chúng một chút nhưng trong mắt bổn tôn ngươi vẫn là sâu kiến một con sâu kiến tương đối mạnh mẽ một chút ẩn nhân nhìn thấy trần lâm cũng không e ngại hắn liền vô cùng khó chịu con sâu kiến hơi cường đại một chút này thế mà nhìn thấy bổn tôn không có một tia e ngại cùng sợ hãi điều này làm cho trong lòng hắn xuất hiện một tia chán ghét ngươi rốt cuộc là ai trần lâm thấy đối phương không có ý trả lời mình ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo đầu óc tên này có phải bị cửa kẹp rồi hay không hay là bị ma thú nào đó đá rồi trả lời vấn đề này chẳng lẽ rất khó khăn sao vì sao cứ đổi chủ đề chẳng lẽ tên hoặc thân phận của hắn là một loại cấm kỵ hay là làm cho người ta khó có thể mở miệng trần lâm cẩn thận đánh giá ẩn nhân từ trên xuống dưới nhìn hình tượng xấu xí này có lẽ thân phận của gã thật sự khiến người ta khó có thể mở miệng ẩn nhân hai mắt hiếp lại hắn từ trong ánh mắt dò xét của trần lâm nhìn ra một chút ý tứ à thì ra là thế Điều này làm cho ẩn nhân cảm thấy không hiểu thấu, sâu kiến, ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Ẩn nhân nhìn ánh mắt Trần Lâm, không hiểu hỏi, ngoại hình xấu xí không phải lỗi của ngươi, thân thế khó có thể mở miệng cũng không phải lỗi của ngươi, nhưng mà, ngươi làm như vậy là không đúng, Trần Lâm mặt không biểu tình nhìn ẩn nhân, nhà nhạc đáp lại, cái gì? Ẩn nhân ngây người, một con sâu kiến nói cái gì? Bề ngoài xấu xí, thân thế khó mở miệng, sau khi phản ứng lại, hai mắt đỏ như máu của ẩn nhân, có ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, con sâu kiến này lại dám nói bề ngoài của hắn xấu xí, đây, đây quả thực là vô lý, không thể tha thứ, hắn quyết định hắn phải tra tấn con sâu kiến này đến chết, hỗn đảng, con sâu kiến này, bổn tôn muốn ngươi sống không được, muốn chết không xong, ẩn nhân gầm lên giận dữ, bột phát ra khí thế cường đại, trấn áp toàn bộ chú Linh Tông từ trên xuống dưới, hai mắt đỏ như máu của hắn phát ra hai. Đạo kiếm khí màu đỏ, hướng về Trần Lâm mà đến, Trần Lâm nhìn hai đạo kiếm khí màu đỏ này mang theo sát khí ngập trời và mùi máu tanh vô tận, hướng về phía hắn mà đến, hắn không hề nhúc nhích, bởi vì hắn đã không thể nhúc nhích trong khí thế mà ẩn nhân vừa bộc phát ra, cho dù có thể nhúc nhích, hắn cũng không thể trốn thoát hai đạo kiếm khí đỏ như máu này, bất quá, hai đạo kiếm khí này cũng không có đánh trúng thân thể Trần Lâm, mà là tại chỗ cách hắn 2 mét ngừng lại, không thể tiến lên nửa bước. Ẩn nhân nhíu chặt lông mày, khó hiểu nhìn tình huống này, chuyện gì đã xảy ra, vì sao công kích mà hắn phát ra lại không thể tiến lên nữa, tựa như bị người khác giam cầm vậy. Mẹ kiếp, tên xấu xí nhà ngươi thật sự là chán sống rồi, dám động vào người của bổn trưởng quỷ. Lúc này, một giọng nói truyền xuống từ nơi cao hơn bọn họ, Trần Lâm nghe được thanh âm này, trong nội tâm cuồng hỉ, hắn biết dương trưởng quỷ sẽ tới cứu hắn. Trời đất, cái thứ chó má này thật sự là xấu xí, sống trên đời thật sự là có. Dũng khí nha, xấu xí như vậy, thế mà còn đi ra ngoài làm mất mặt, nếu dọa người thì làm sao bây giờ? Cho dù không dọa người, dọa những hoa cỏ kia cũng là một loại tội lỗi đấy hai thanh âm tương đối nâu nớt ngay sau đó truyền tới trần lâm nghe được xong khóe miệng cũng giật giật một cái hai tên này vẫn như vậy miệng lưỡi thật cay nghiệt hắc hắc hai ngươi không biết rồi chính là bởi vì quá xấu xí chỉ có thể thông qua bắt nạt kẻ yếu mới có thể an ủi trái tim bị tổn thương biến thái kia trần lâm nghe được thanh âm tương đối xa lạ này cho là đồng bọn mới tới ẩn nhân nghe được những âm thanh này hai mắt phun lửa nhìn về phía phát ra âm thanh chỉ thấy ở phía trên hắn đứng sừng sững tổ hợp ba người năm ma thú hỗn đảng lại dám nói xấu bổn tôn như thế tất cả đều đi chết cho bổn tôn ẩn nhân hiện tại lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng không nghĩ tới những con sâu kiến này lại dám trào phúng hắn như thế hắn muốn để mấy con sâu kiến này sống không bằng chết trên bầu trời ẩn nhân xuất hiện một màn sương mù màu máu đỏ như mực màn sương máu này bao phủ toàn bộ chú linh tông lập tức từng trận mùi máu tanh tràn ngập cả một vùng trời đất hắn muốn biến vùng trời đất này thành địa ngục lúc này sương mù màu máu ngưng tụ thành hình, biến thành một biển máu, ở trong biển máu này, những con sóng màu máu cuồn cuộn nhất lên khí thế kinh thiên, muốn xé nát bầu trời này, cái này quá buồn nôn, bổn trưởng quỷ không thích, tan đi, sau khi âm thanh này rơi xuống, biển máu trên không trung này thật sự biến mất không còn tâm tích, hơn nữa khí thế mà ẩn nhân phát ra cũng biến mất. Theo, sao, làm sao có thể, tên này rốt cuộc là ai, lại có thực lực như thế này? Ẩn nhân khiếp sợ đến ngây người, Chư thức mà hắn phóng thích ra lại chỉ một câu nói mà tan rã toàn bộ. Đây là người ở cảnh giới gì mới có thể làm được, đây là người có thực lực như thế nào mới có thể làm được. Hắn cũng có chút hoài nghi tình huống mình nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là sự thật. Trần Lâm khôi phục hành động, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Trần Lâm bái kiến dương trưởng quỷ. Trần Lâm cung kính nói, người tới chính là Dương Phong cùng mọi người, Dương Phong sử dụng vô địch, một cái thuấn di từ cửa hàng duyên đến duyên đi đến nơi này, lúc này ở bên cạnh dương phong hổ thiên thiên lên tiếng cười hắc hắc nói hắc hắc trần lão có phải chúng ta tới rất kịp thời hay không bất quá cấm đoạn đại lục này hiện tại lại là ba ngày thiên thần đại lục chúng ta đã đến ban đêm rồi trần lâm nhìn hổ thiên thiên hổ hoang hoang tiểu bạch triệu kính chi lý tú ngưng bên cạnh dương phong lộ ra nụ cười khi hắn nhìn thấy huyền phi sửng sốt một chút sau đó hiện lên thần sắc à thì ra là ngươi trần lâm nhìn mai rùa trên lưng huyền phi liền biết ma thú này chính là Huyền Thủy Minh Giáp Quy từng ở trong bể cá, khi hắn nhìn thấy Hồng Vân, lại là một mảnh mê mang, ma thú này thế mà là hồn thể, xem ra ma thú này là gia nhập cửa hàng sau khi hắn rời đi, thân hình Trần Lâm lóe lên, liền xuất hiện ở phía trước Dương Phong, lộ ra vẻ hoài niệm nói: "Ha ha, vừa đúng lúc." Trần Lâm đa tại Dương trưởng Quỷ, sau khi ôn chuyện và giới thiệu một fan, bọn họ cùng nhìn về phía ẩn nhân, ẩn nhân lúc này đều tức giận đến nổ phổi, bị lờ đi, hắn bị lờ đi. Hắn bị những con sâu kiến này lờ đi, hắn ném toàn bộ chuyện vừa xảy ra ra sau đầu, không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn, lũ sâu kiến đáng chết các ngươi, bổn tôn muốn các ngươi chết, muốn các ngươi trở thành thức ăn của bổn tôn, hai tròng mắt ẩn nhân lóe ra tức giận điên cuồng, hắn muốn hung hăng tra tấn những con sâu kiến. Này một phen, sau đó nuốt chửng từng tên, để cho bọn chúng trở thành thức ăn của mình, như vậy mới có thể giải cơn giận trong lòng, hừ, ngươi cái tên xấu xí này đi ra dọa người cũng đã không đúng thế mà hiện tại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hổ thiên thiên nghe được lời nói của ẩn nhân thì vô cùng bất mãn, chỉ vào ẩn nhân tức giận quát, nước miếng trong miệng thiếu chút nữa phun lên người ẩn nhân, chật chật. Lão nương của tên này có phải là đem thân thể của hắn ném đi, đem cái nhau. Hai nuôi lớn, mới có thể lớn thành bộ dạng gấu như vậy, hổ hoang hoa nhìn ẩn nhân, nâng móng vuốt lên cầm, chật chật có tiếng, hắc hắc, hoang hoang a, năng lực quan sát của ngươi gần đây đề cao rất nhiều a, lại có thể nhìn ra cái tên quái dị này là nhau thai nuôi lớn huyền phi hắc hắc cười không ngừng ánh mắt nhìn về phía ẩn nhân đều tràn đầy vẻ trào phúng nhưng mà ngay sau đó hắn thấy được đôi cánh thịt sau lưng ẩn nhân kia hai mắt đột nhiên sáng ngời không biết đôi cánh lớn sau lưng con quái vật xấu xí này so sánh với cánh của điểu tộc thì hương vị thế nào huyền phi sau khi nói xong còn không tự chủ liếm liếm môi hắc hắc huyền phi đại lão ý nghĩ của chúng ta là nhất trí nhìn đôi cánh lớn sau lưng con quái vật xấu xí này nước miếng của ta cũng không tự chủ được chảy ra từ trong miệng. Hổ thiên thiên dùng móng vuốt lau đi một dọc nước miếng bên miệng, hai mắt sáng lên nhìn đôi cánh thịt lớn sau lưng ẩn nhân, trưởng quỷ, đến lúc đó ngươi đem đôi cánh của con quái vật xấu. Xí này lưu lại, nướng lên ăn có được hay không, hổ hoang hoang thì hướng dương phong đưa ra sở cầu của mình, hắn tự biết mình, mình khẳng định là đánh không lại tên quái dị này, nơi này có thể giết chết hắn chỉ có trưởng quỷ. Mọi người chú Linh Tông phía dưới sau khi khôi phục hành động, đều ngơ ngác nhìn đoàn người Dương Phong cùng ma thú, tiếng nói chuyện của bọn hổ thiên thiên vô cùng lớn, căn bản không có ý che giấu, bởi vậy những người phía dưới này nghe được rõ ràng. Hơn nữa bọn họ cũng biết. Lai lịch của những người này và ma thú, bọn họ chính là dương trưởng quỷ và nhân viên cửa hàng duyên đến duyên đi mà lão tổ tông nói tới, ở thời điểm nguy hiểm nhất này, bọn họ lại đến nơi này, đến giải cứu bọn họ. Lăng quân thiên sau khi khôi phục hành động, hai mắt nóng rực nhìn Dương Phong, hắn từ trong miệng Trần Lâm biết được Dương Phong, thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được, hiện tại khi hắn nhìn thấy người xấu xí vô cùng kia chỉ lộ ra một chút khí thế đã khiến cho toàn bộ bọn họ đều không thể động đậy mà dương trưởng quỷ trong miệng lão tổ tông này chỉ nói ra là một chữ tán đã để khí thế bọn họ không thể động đậy tan thành mây khói hiện tại trong lòng hắn dấy lên ngọn lửa hừng hực mình muốn trở nên mạnh mẽ phải trở nên cường đại giống như dương trưởng quỷ trong miệng lão tổ tông này chỉ có trở nên càng cường đại hơn mình mới có thể bảo vệ người bên cạnh bảo vệ người mình quan tâm hỗn đảng các ngươi lại muốn biến cánh của bổn tôn thành đồ ăn, thật là muốn. Chết ca, bổn tôn muốn nghiền xương các ngươi thành tro. ẩn nhân bị lời nói của hổ thiên thiên, hổ hoang hoang, huyền phi làm cho tức điên, hiện tại hắn đang ở trong trạng thái nổi giận, điên cuồng rít cào, sau một khắc hắn hóa thành một đạo phong bạo màu đỏ, mang theo gió lốc linh lực cào thét, hướng về phía dương phong mà đến, muốn thôn phệ toàn bộ dương phong bọn họ, hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, trong miệng bọn hổ thiên thiên hừ lạnh một tiếng, theo bọn họ nghĩ, tên quái dị này làm. Như thế, chỉ có thể tăng tốc độ tử vong của hắn mà thôi, định, Dương Phong nhếch miệng, Nhà nhạt, nhạt từ trong miệng phun ra một chữ, định, ngay khi Dương Phong vừa thốt ra chữ, định, hồng sắc phong bạo vốn đang di chuyển nhanh trong hư không, lập tức liền dừng lại, phản phất như bị cố định, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ pháp tắc, người nắm giữ pháp tắc làm sao có thể ở không gian này, ngươi rốt cuộc là ai? Ẩn nhân hoảng sợ nhìn Dương Phong đứng đối diện mình lộ ra ánh mắt đùa cợt nhìn hắn tình huống hiện tại khiến hắn vô cùng căng thẳng đây là lần thứ hai hắn đụng phải lực lượng pháp tắc lần đầu tiên đụng phải lực lượng pháp tắc hắn bị người phong ấn trong huyền tỷ thiên la bàn nhưng khi hắn bị người kia phong ấn trong huyền tỷ thiên la bàn người kia chỉ mượn lực pháp tắc mà thôi mà lần này mình ở trong không gian nhỏ yếu này đụng phải một người có thể khống chế lực lượng pháp tắc mình mẹ nó sao lại xui xẻo như vậy sao lại ở trong không gian nhỏ yếu này đụng phải người mạnh mẽ như vậy không đã không thể dùng cường đại để miêu tả đây chính là tồn tại vô địch a à, có thể hoàn toàn khống chế pháp tắc trên cơ bản chỉ có thiên đạo nam nhân này chẳng lẽ là thiên đạo hóa thân hay sao ẩn nhân hiện tại càng nghĩ càng sợ hãi toàn thân đã là mồ hôi lạnh liên tục phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi trên đầu từng dọc từng dọc lăn xuống ngươi ngươi lại có thể khống chế năng lực pháp tắc ngươi ngươi chẳng lẽ là hóa thân của thiên đạo hay sao ẩn nhân hoảng sợ nhìn dương phong run rẩy hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình vô luận là người trên trời cùng ma thú, hay là người há to miệng ngẩng đầu nhìn hư không, nghe được lời của ẩn nhân, đều quay đầu nhìn Dương Phong, bọn tiểu bạch cũng vô cùng tò mò, chủ nhân của mình, trưởng quỷ, có phải hóa thân của thiên đạo hay không, thiên đạo, Dương Phong lầm bầm một câu, lộ ra một nụ cười khinh thường, thiên đạo tính là cái rắm gì, nếu bây giờ hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta bảo hắn quỳ. Xuống gọi ba ba, Huyền Phi thấy được vẻ khinh thường của chủ nhân, trong lòng chấn động mãnh liệt, ha ha, thiên đạo tính là cái rắm gì, hắn là người hầu cho chủ nhân ta cũng không có tư cách. Huyền Phi sau khi chấn động một hồi, cười to nói với ẩn nhân, trong khẩu khí của hắn tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường, đem thiên đạo cùng chủ nhân của mình đánh đồng, tựa như vũ nhục chủ nhân của mình. a à, đám người chú Linh Tông ở phía dưới khiếp sợ há to miệng, thật ngu bức. Chân hán tử, đây là lần đầu tiên. Bọn họ nhìn thấy người hoàn toàn không để thiên đạo vào mắt, không, là ma thú, rốt cuộc là người không biết không sợ, hay là thực lực chân chính kia, khi bọn họ nhìn lão tổ tông của mình, suýt chút nữa đã kinh ngạc đến rớt cầm, bởi vì hiện tại Trần Lâm chính là một bộ thần sắc nên như thế, hắn thấy thiên đạo chính là làm người hầu cho Dương Phong cũng không xứng, mà giờ này khắc này Dương Phong, chấp hai tay sau lưng lộ ra nụ cười mê người, vẻ mặt thông dong, không có một tia ngượng ngùng cùng. Một chút thụ sủng nhược kinh, theo hắn, thiên đạo quả thực không xứng là người hầu của mình, ẩn nhân nghe Huyền Phi nói, mặt đỏ bừng, hai mắt tròn xoe, hắn không ngờ trên đời còn có người vô sĩ như vậy, còn thiên đạo không xứng là người hầu của ngươi. ngươi thật sự coi mình thành cái gì? nhưng bây giờ người ta là giao thức ta là thịt cá, mình còn có thể nói cái gì? châm chọc, nói móc, người ta có thể nói ra loại lời này, căn bản ngay cả mặt mũi cũng không cần. hắn còn có thể để ý ngươi trào phúng cùng móc mỉa sao? chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. ẩn nhân hiện tại đã không còn cách nào, Tuy rằng hắn không sợ tính mạng của mình có nguy hiểm gì, nhưng mình là bất tử tộc chỉ cần huyết dịch của mình tồn tại một giọt có thể sống lại vô hạn hắn căn bản cũng không sợ mình sẽ chết nhưng hắn vẫn vô cùng e ngại mình đang bị phong ấn dương phong nghe được câu này lộ ra nụ cười khinh thường lại dám cùng ta bàn điều kiện thật sự là người không biết không sợ a à, ẩn nhân sau khi nhìn thấy loại biểu tình này của dương phong trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm mặc dù hắn không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại dự cảm này hơn nữa hắn bây giờ bắt đầu đối với năng lực bất tử của mình cũng bắt đầu lo lắng một người có thể khống chế pháp tắc, có lẽ thật sự có thể giết chết mình, ực. Ừ. Ẩn nhân nuốt nước miếng, đây là. Lần đầu tiên từ khi hắn chào đời tới nay cảm thấy khẩn trương cùng e ngại, khạch khạch, lại dám bàn điều kiện với trưởng quỷ, dũng khí của ngươi thật sự rất trâu bò nha, cho ngươi một cái khen ngợi lớn, hổ thiên thiên giơ ngón tay cái lên với ẩn nhân, tên quái dị này lại dám bàn điều kiện với trưởng quỷ, hắc hắc, người dám bàn điều kiện với trưởng quỷ, cỏ trên mộ hắn bây giờ đã cao bằng một người rồi nhỉ hổ hoang hoang cũng lộ ra vẻ khinh thường, nhân vật ngu bức như trưởng quỷ, từ chỗ ngươi lấy. Được trí nhớ còn không phải dễ như trở bàn tay sao, hơn nữa, người dám bàn điều kiện với trưởng quỷ như vậy, một phần của hắn đã sớm bị cỏ dại chiếm cứ, chỉ còn thiếu nhảy đích cô thôi, Dương Phong nhìn ẩn nhân, nhà nhạc nói. Ngươi cho rằng ta không có cách nào thu hoạch trí nhớ của ngươi hay sao? Ẩn nhân nghe được, cảm giác nguy cơ trong lòng đạt đến cực hạn, hắn hiện tại cũng mới phản ứng lại, nhân vật ngu bức như vậy, muốn biết trí nhớ của mình còn không phải vô cùng dễ dàng sao nhưng hắn vẫn còn một chút chưa từ bỏ ý định còn có một chút may mắn và nhất hắn chỉ là thực lực cường đại năng lực khác bình thường thì sao ngươi ngươi rốt cuộc là ai ta nói cho ngươi biết ta là bất tử tộc ta là vĩnh sinh bất tử chỉ cần ngươi thả ta ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao mới có thể vĩnh sinh mọi người nghe xong lời nói của ẩn nhân nổi lên một tia hứng thú bất tử tộc vĩnh sinh vì sao mọi người tu luyện ngoại trừ có thể làm cho mình đạt được lực lượng cường đại ra còn có một điểm trọng yếu nhất có thể làm cho mình sống được càng lâu tên quái dị này đã nói mình là bất tử tộc còn có được năng lực vĩnh sinh điều này làm cho lòng hiếu kỳ của mọi người đối với hắn càng thêm nồng hậu dương phong không cảm thấy hứng thú gì đối với vĩnh sinh này nhưng hắn lại sinh ra hứng thú nồng hậu đối với bất tử tộc này ha ha vĩnh sinh mà thôi không có gì ghê gớm dương phong biểu môi chỉ cần hệ thống không nổ tung mình cũng có thể vĩnh sinh hơn nữa là chân chính vô địch vĩnh sinh nhưng mà tên này lại dám thương tổn nhân viên cửa hàng của mình hơn nữa còn lãng phí một lần cơ hội sử dụng thẻ vô địch vương của mình cứ như vậy giết chết cũng quá tiện nghi cho hắn để ta xem xem ngươi có bí mật gì dương phong vẫy tay một cái ẩn nhân liền xuất hiện ở trước mặt hắn dương phong vương bàn tay to của mình đặt ở trên đầu ẩn nhân thi triển sư hồn thuật không ẩn nhân sau khi phản ứng lại cảm thấy một trận không ổn vội vàng hô to bất quá không có tác dụng gì dương phong thi triển sư hồn thuật ẩn nhân tiến nhập trạng thái mơ mơ màng màng sau khi qua hơn 10 hơi thở toàn bộ ký ức của ẩn nhân đều bị dương phong biết toàn bộ bí mật đều bị hắn nắm giữ chật chật bí mật của ngươi thật đúng là không ít xem ở phần những bí mật này ta cho ngươi một lần cơ hội nói ra di ngôn dương phong cười tủm tỉm nhìn ẩn nhân thứ trong trí nhớ của tên này so với thi ma thánh chủ kia còn đặc sắc hơn nhiều ẩn nhân từ trong mơ màng tỉnh táo lại hắn biết tất cả bí mật của mình đều đã bị người này biết được giờ khắc này hắn tuyệt vọng bất quá tại thời khắc này sắc mặt của hắn trở nên điên cuồng cười ha ha nói với dương phong ha ha bổn tôn liền xe mưa làm sao có thể giết được bổn tôn theo ẩn nhân biết được bí mật của hắn thì có thể thế nào mình là bất tử chi thân cho dù hắn nắm trong tay một ít pháp tắc thì thế nào có thể khống chế sinh tử của người chỉ có thời gian pháp tắc và sinh tử pháp tắc cho dù hắn nắm giữ thời gian pháp tắc thì thế nào thời gian pháp tắc đối với mình căn bản cũng không có tác dụng gì mình là bất tử tộc Sợ nhất cũng không phải là thời gian, cuối cùng là sinh tử pháp tắc, càng không sợ, pháp tắc sinh tử này là ai cũng có thể lĩnh ngộ sao? Cho dù là thiên đạo hắn cũng không nhất định có sinh tử pháp tắc, sau khi có nhận thức này, hắn liền không cố kỵ gì, cùng lắm thì lại bị phong ấn, cái này có là gì? Dương Phong nhìn vẻ mặt của ẩn nhân, ngươi có thể làm gì được ta? Có chút im lặng, vì sao trên thế giới này luôn xuất hiện người vô tri như vậy, năng lực của ta là những người phàm các ngươi có thể biết được sao? Dương Phong mặt không biểu tình nhìn ẩn nhân thản nhiên nói, ta, ban cho ngươi cái chết. Lần này Dương Phong không để. Cho ẩn nhân trực tiếp hồn phi phách tán, mà là để cho hắn trực tiếp tử vong. Đây là lần đầu tiên Dương Phong sử dụng kỹ năng vô địch này, trước kia không dùng kỹ năng này, bởi vì kỹ năng này hắn không thấy thực dụng lắm. Sau khi thi triển kỹ năng vô địch này đối phương chết nhưng thi thể vẫn còn, mình còn phải xử lý thi thể của hắn, thật sự có chút không thực dụng, không có hủy diệt thống khoái. Ẩn nhân nghe Dương Phong nói xong, lộ ra một tia đùa cợt chỉ một câu nói kia còn muốn để cho hắn tử. Vong, ha ha, ngươi ẩn nhân còn muốn trào phúng Dương Phong vài câu, nhưng khi hắn vừa mở miệng, liền dừng lại, hồng quang trong mắt trong nháy mắt biến thành trống rỗng u ám, cả người mất đi sinh cơ, bất tử tộc, ẩn nhân, vẫn lạc, chết rồi. Cứ như vậy chết rồi, thật ngu bức, trời, trời à, hắn là thần linh sao? Lại một lời nói một hành động liền khiến người ta tử vong, thần linh. Thần linh tính là cái rắm gì, Ngươi không nghe thấy vị đại lão ma thú ở trên kia nói, ngay cả thiên đạo cũng không xứng là mười hầu của hắn sao, vậy, rốt cuộc là ai vậy, chúng ta không cần phải quan tâm hắn là ai, hắn nhất định là một nhân vật siêu cấp lợi hại, ngay cả thiên đạo cũng phải kiên dè, chỉ cần biết hắn là chủ cửa hàng của lão tổ tông là được rồi. Người phía dưới chú Linh Tông há hốc mồm xem hết mọi chuyện, tại thời điểm ẩn nhân mất đi sinh cơ, những người chú Linh Tông này, lập tức bàn tán xôn xao, vậy chú Linh Tông chúng ta có phải sắp phát đạt rồi không, đúng vậy, có một vị đại lão siêu cấp lợi hại như vậy làm hậu thuẫn, chú linh tông chúng ta muốn không phát đạt cũng khó. mấy đệ tử tinh anh cũng hăng say thảo luận, nước miếng văng tung tóe, hắt hắt. nhỏ, tầm nhìn của các ngươi quá nhỏ. lăng quân thiên khoanh tay trước ngực, cười khẩy nói: tiểu sư đệ, ý của ngươi là gì? đại sư huynh hoàng thiên thụy ở bên cạnh lăng quân thiên, nhìn lăng quân thiên tò mò hỏi, lăng quân thiên biểu môi về phía dương phong, lại nháy mắt với hoàng thiên thụy, cười khẩy nói, hắt hắt sau lưng chú Linh Tông chúng ta có một đại lão như vậy tồn tại, ngay cả thiên đạo cũng không để vào mắt. Lăng Quân Thi nói tới đây, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, nhìn các sư huynh đệ xung quanh đang nịnh nọc mình, hỏi ngược lại, các ngươi nói xem, chúng ta có cơ hội. Trở thành thần linh hay không, những đệ tử chú Linh Tông bên cạnh nghe vậy, đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, chúng ta, thần linh, những đệ tử chú Linh Tông này đều không kịp phản ứng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Dương Phong, trọn vẹn qua hai ba mươi hơi thở, bọn hắn mới dần dần hoàng hồn, chúng ta có cơ hội trở thành thần linh sao nhị sư tỷ diệp vũ huyên vẫn có chút không dám tin hỏi sẽ có chỉ cần chúng ta ôm chặt lấy cái đùi to này thần linh có lẽ chỉ là mục tiêu thấp nhất lăng quân thiên khẳng định đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ giải cứu nhân viên cửa hàng trần lâm phần thưởng nhiệm vụ đã được phát thả dương phong không để ý đến âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống nhìn ẩn nhân đã mất đi sinh cơ nói với hổ thiên 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 hoang hoang Giao tên này cho các ngươi xử lý, các ngươi muốn làm gì hắn cũng được." Hổ Thiên Thiên và Hổ Hoang Hoang nghe Dương Phong nói vậy, hai mắt đồng thời sáng lên, nhìn đôi cánh thịt lớn của ẩn nhân, thiếu chút nữa chảy nước miếng, "Hắc hắc, tối nay chúng ta sẽ ăn cánh nướng." Hổ Thiên Thiên và Hổ Hoang Hoang lập tức túm lấy cánh của ẩn nhân, bắt đầu xé ra, tuy nhiên, với thực lực hiện tại của bọn chúng, căn bản không thể xé rách được thân thể ẩn nhân, nhưng điều này không thể ngăn cản hai con hổ lúc này trên người mỗi con đều xuất hiện một móng vuốt thứ năm móng vuốt thứ năm tràn ngập khí tức hủy thiên diệt địa có thể xé nát tất cả khiến linh hồn người ta run rẩy xé xác ngươi hổ thiên thiên và hổ hoang hoang dùng móng vuốt thiên minh hổ vương trực tiếp xé rách thân thể ẩn nhân làn da vốn cứng như sắt thép trước mặt móng vuốt thiên minh hổ vương lại như đậu phụ dễ dàng bị cắt ra hổ thiên thiên và hổ hoang hoang mỗi con cầm một cái cánh lớn bị cắt ra cười ngây ngô bọn tiểu bạch nhìn thi thể ẩn nhân sau khi bị cắt cánh vậy mà không hề có máu chảy ra, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Dương Phong cũng thấy được ánh mắt nghi hoặc của bọn chúng, nói, bí mật của bất tử tộc nằm ở máu của chúng, chỉ cần trên người chúng còn một giọt máu, chúng sẽ hồi sinh, muốn tiêu diệt chúng hoàn toàn, phải khiến máu trên người chúng biến mất cùng một lúc. Nhưng nếu hắn giấu một phần máu của mình ở nơi khác, cho dù ngươi có làm bốc hơi toàn bộ máu trên người hắn cùng một lúc cũng không thể giết được hắn, muốn giết hắn, chỉ có thể dùng pháp tắc để đối phó với chúng. Mọi người nghe Dương Phong nói xong, lúc này mới hiểu, vì sao ẩn nhân lại không kiên nể gì như vậy, nói mình là bất tử chi thân, căn bản không sợ chết, hắn cũng có vốn liếng để nói như vậy, nếu bây giờ đổi lại là người khác, cho dù thực lực mạnh hơn hắn, cũng không làm gì được hắn, ngoại. Trừ Phong ấn hắn, căn bản không thể tiêu diệt hắn, nhưng rất đáng tiếc, lần này hắn gặp phải Dương Phong, coi như hắn xui xẻo, Dương trưởng quỷ, bất tử tộc này là chủng tộc như thế nào? Bọn chúng sinh sống ở không gian nào? Triệu Kính chi đá đá thi thể ẩn nhân, nhìn Dương Phong hỏi: không chỉ triệu kính chi tất cả mọi người đều muốn biết bất tử tộc là chủng tộc gì có phải tất cả bọn chúng đều có năng lực bất tử hay không bọn chúng tồn tại ở vĩnh dạ hoang giới vĩnh dạ hoang giới này là một hoang giới bị nguyền rủa ở đó không có ánh sáng chỉ có bóng tối nơi đó chỉ có bất tử tộc sinh tồn các chủng tộc khác đều đã bị bọn chúng tàn sát hầu như không còn mà bất tử tộc cũng không phải ai cũng có năng lực bất tử chỉ có khi đạt tới cảnh giới huyết tôn mới có năng lực bất tử mà thực lực của huyết tôn có thể so sánh với thiên tôn ở thánh giới mọi người nghe vậy đều há hốc mồm kinh ngạc bọn họ không ngờ tên này lại mạnh như vậy chủ nhân vậy bất tử tộc có phải là một thế lực rất mạnh ở thánh giới không tiểu bạch tò mò hỏi có được năng lực gần như bất tử này ở thánh giới chắc hẳn là một thế lực rất lớn không dương phong lắc đầu mọi người thấy dương phong lắc đầu đều lộ ra vẻ kinh ngạc một chủng tộc mạnh như vậy vậy mà không có thế lực của riêng mình ở thánh giới thật không hợp lý muốn trở thành huyết tôn, phải thôn phệ hơn nghìn tỷ đồng loại. Các ngươi nói xem, chủng tộc của bọn chúng có thể có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới này. Lời Dương Phong vừa dứt, bọn tiểu bạch khiếp sợ suýt nửa ngã lăn ra đất, thôn phệ hơn nghìn tỷ đồng loại. Đây là khái niệm gì? Nghìn tỷ, mà là nghìn tỷ đó. Ba người Trần Lâm, Huyền Phi, Hồng Vân nghe xong là có cảm xúc nhất. Năm đó, thời kỳ đỉnh cao của huy hoàng đại lục, dân số cũng đạt tới nghìn tỷ. Nếu bất tử tộc muốn trở thành tồn tại bất tử, phải thôn phệ nghìn tỷ đồng loại, vậy chẳng phải toàn bộ người ở huy hoàng đại lục năm đó đều bị một người thôn phệ hết sao đây là một cảnh tượng đáng sợ đến mức nào khó trách chủ nhân nói bất tử tộc không thể đặt chân ở thánh giới lúc này trần lâm vẫn chưa biết thánh giới là gì nhưng sau khi hỏi tiểu bạch hắn mới biết thánh giới là thứ gì mà những kẻ bất tử tộc tiến vào thánh giới đều trở thành mục tiêu bị truy sát loại năng lực gần như bất tử này của bọn chúng thứ nhất khiến các tộc khác thèm muốn thứ hai khiến người ta sợ hãi nhưng người ở thánh giới hầu như không có cách nào đối phó với bất tử tộc sau khi không nghiên cứu được gì từ bọn chúng, đa số đều chọn cách phong ấn, cuối cùng chặt đứt thông đạo đến vĩnh dạ hoang giới, như vậy, huyết tôn ở vĩnh dạ hoang giới chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đó, cứ như vậy, hiện tại huyết tôn ở vĩnh dạ hoang giới chắc hẳn. Không nhiều, sẽ không có huyết tôn nào cho phép tồn tại nhiều kẻ bất tử giống như mình, Dương Phong nói một hơi về tình hình cơ bản của bất tử tộc, lúc này mọi người cũng đã hiểu rõ bất tử tộc là loại chủng tộc gì, Dương trưởng quỷ, tên này từ đâu tới hổ thiên thiên chỉ vào ẩn nhân hỏi dương phong mỉm cười giới thiệu lai lịch của bất tử tộc này cho mọi người thì ra sau khi ẩn nhân đột phá đến huyết tôn hắn đã đến thánh giới nhưng vừa vào thánh giới hắn đã bị truy sát khắp nơi cuối cùng hắn bị một vị thánh tôn ở thánh giới phong ấn đánh xuống hạ giới trùng hợp lại đến phàm huyền hoang giới đến huy hoàng đại lục sau vài trăm triệu năm hắn bị người của chiến thiên môn phát hiện lúc này mọi người cũng đã hiểu rõ lai lịch của bất tử tộc và ẩn nhân cũng biết được những tội ác mà hắn đã gây ra sau khi thoát ra, nhưng Dương Phong không nói cho bọn họ biết, trong ký ức của ẩn nhân còn có mấy bí mật rất quan trọng, những bí mật này liên quan đến an nguy của thánh giới, Dương Phong căn bản không quan tâm đến an nguy của thánh giới, sống chết của bọn họ thì liên quan gì đến hắn, rất nhanh hắn đã quên chuyện này, sau khi mọi chuyện đã xong, Trần Lâm giới thiệu với Dương Phong, "Dương trưởng quỷ, các vị đồng đạo, đây là chú Linh Tông. Chúng ta xin phép được hoãn đãi mọi người." mọi người lặng lội đường xa đến giải cứu ức vạn sinh linh ở cấm đoạn đại lục, bọn họ nên làm chút gì đó, vì rằng ở đây không có gì đáng để mọi người để mắt tới. Dương Phong xua tay, cười nói với Trần Lâm, không cần vội, chúng ta vừa mới ăn xong, chẳng lẽ ở cấm đoạn đại lục không ăn Tết sao? Dương Phong cảm thấy ở đây không có không khí ngày Tết, liền tò mò hỏi, Trần Lâm nghe vậy, cười nói, bẩm dương trưởng quỷ, Tết ở cấm đoạn đại lục còn hai tháng nữa. Mới đến, phong tục ở đây khác với thiên thần đại lục, Dương Phong gật đầu, nghĩ lại cũng đúng, nơi này cách thiên thần đại lục bởi cấm kỵ chi dương, tuy rằng trước kia từng là một đại lục, nhưng sau nhiều năm như vậy, văn hóa và phong tục đã có sự thay đổi rất lớn, có một số thứ khác nhau cũng là điều khó tránh khỏi, thì ra là vậy, đúng rồi, đây là phúc lợi cuối năm của nhân viên cửa hàng chúng ta, ngươi cầm lấy đi, Dương Phong lấy ra Ngọc Giảng Huyền Thiên Trận Pháp, đưa cho Trần Lâm, Trần Lâm nhìn. Thấy Ngọc Giảng Huyền Thiên Trận Pháp, trong lòng dậy sóng, tuy rằng không biết Dương Trưởng Quỷ đưa cho mình thứ gì, nhưng hắn biết, đây là thứ có thể giúp hắn nâng cao trình độ trận pháp lên một tầm cao mới, đa tại dương trưởng quỷ, đa tại dương trưởng quỷ. Trần Lâm kích động nhận lấy Ngọc Giảng Huyền Thiên trận pháp từ tay Dương Phong, sau khi xem qua nội dung bên trong, hắn càng kích động đến run rẩy. hiện tại hắn không biết nên dùng ngôn từ nào để diễn tả tâm trạng của mình, cũng không biết nên dùng lời cảm tạ nào để cảm ơn Dương trưởng quỷ, ha ha, được rồi, ngươi cất đi trước đi, dịp Tết này cửa hàng chúng ta được nghỉ ba ngày, chúng ta đến đây du ngoạn một chút. Dương Phong thấy Trần Lâm kích động đến mức sắp quỳ xuống đất, vội vàng chuyển chủ. Đề, đã đến cấm đoạn đại lục rồi, vậy thì tranh thủ ba ngày nghỉ này chơi ở đây một chút, nói xong, mọi người từ trên không trung đáp xuống trước đại điện chú Linh Tông, tông chủ chú Linh Tông Diệp Hoa Đình, bái kiến Dương trưởng quỷ và các vị đại nhân. Diệp Hoa Đình vội vàng chạy đến trước mặt Dương Phong, hành lễ, không chỉ vậy, hắn còn hành lễ với cả đám người tiểu bạch, khiến hổ thiên thiên và hổ hoang hoang vui mừng ra mặt, này, không cần khách sáo như vậy chúng ta chỉ đến tham quan thôi dương phong vừa nói vừa đi vào đại điện chú linh tông cứ như nơi này là một địa điểm du lịch vậy vừa bước vào đại điện chú linh tông dương phong liền ra lệnh cho hệ thống hệ thống điểm danh chú linh tông chú linh tông này đã được truyền thừa mấy chục vạn năm tuy rằng đại điện đã được tu sửa vài lần nhưng nơi này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn vì vậy việc điểm danh ở đại điện chú linh tông đã thành công đinh điểm danh chú linh tông thành công phần thưởng một lượt rút thưởng điểm linh nguyên tích lũy một truyền tống môn dương phong nghe thấy thông báo của hệ thống nghe người ra hắn không ngờ phần thưởng lại có cả truyền tống môn ồ lại được thưởng truyền tống môn thú vị đấy truyền tống môn này lợi hại hơn truyền tống trận nhiều nhưng dương phong lại không vui vẻ được mà có chút lo lắng hắn cảm thấy hệ thống đang âm mưu điều gì đó sao tự nhiên lại thưởng cho hắn một cái truyền tống môn tuy rằng chú linh tông có lịch sử lâu đời nhưng cũng không thể có phần thưởng bá đạo như vậy chắc chắn có vấn đề quả nhiên ngay lúc này, hệ thống đã phát bố nhiệm vụ phụ. Đinh, hệ thống phát bố nhiệm vụ phụ, mở chi nhánh, thu thập 3 viên huyễn ảnh thạch, phần thưởng một chi nhánh. Khi Dương Phong nghe thấy nhiệm vụ phụ mà hệ thống phát bố, sắc mặt hắn lập tức xa sầm, trong lòng tràn đầy cảm xúc phản kháng, cái gì? Hệ thống, ngươi dám bảo ta mở chi nhánh, ngươi muốn ta mệt chết hay sao? Theo Dương Phong, hiện tại chỉ có một cửa hàng là vừa đủ, căn bản không cần mở thêm chi nhánh, hắn lại không biết phân thân thuật, cho dù có biết, hắn cũng không muốn mở cái gọi là chi nhánh này, mở thêm một chi nhánh, chắc chắn công việc sẽ nhiều hơn, nhiệm vụ của hệ thống cũng sẽ nhiều hơn, hắn không có thời gian rảnh để làm mấy chuyện này, hệ thống, hệ thống rất cạn lời, ngươi nên tìm hiểu rõ chi nhánh là cái gì rồi. Hãy càng nhằn, bây giờ ngươi cái gì cũng không biết, đã bắt đầu càng nhằn rồi, ngươi còn là người nữa không, nhưng Dương Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, hơn nữa, hiện tại ta quản một cửa hàng đã đủ mờ rồi, ngươi còn muốn ta mở thêm một cửa hàng nữa, ngươi đúng là tên tư bản đáng ghét, ngươi còn có nhân tính không vậy? Dương Phong bắt đầu nói nhăn nói cuội, khoảng một cửa hàng đã đủ mệt rồi sao, hiện tại mỗi ngày hắn đều rất nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm. Bây giờ hắn chỉ đang dở trò, dù sao hắn cũng không muốn làm nhiệm vụ này, không muốn mở thêm chi nhánh nữa, hệ thống, hệ thống còn có thể nói gì nữa. Hắn không ngờ ký chủ này càng ngày càng vô sĩ, nhưng mà, về chi nhánh này, hệ thống vẫn phải giải thích với vị ký chủ vô cùng không đáng tin cậy này một chút nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng dương phong đã sốt ruột nói hệ thống ngươi mau nói bổn trưởng quỷ ở đây nghe ngươi ngụy biện hệ thống vô cùng cạn lời sao ký chủ này lại hấp tấp như vậy ngươi hãy cho ta cơ hội nói chuyện đã chứ miệng ngươi nói không ngừng như súng liên thanh ngươi cho ta cơ hội giải biện không ngươi cho ta cơ hội giải thích sao nhưng mà ngay khi hệ thống muốn giải thích lời của hắn lại bị người khác cắt ngang dương trưởng quỷ Mời ngài ngồi vào vị trí chủ tọa. Diệp Hoa Đình lập tức mời Dương Phong ngồi vào vị trí chủ tọa, nơi này ngoại trừ hắn, còn không có ai dám ngồi vào vị trí này, Dương Phong không khách khí, ngồi vào ghế, hắn vừa trò chuyện với người của chú Linh Tông, vừa trao đổi với hệ thống, hệ thống cũng nhân cơ hội này nói chuyện với Dương Phong, ký chủ, chúng ta có thể đừng kích động như vậy được không? Dương Phong cũng nể mặt hệ thống, trong lòng bình tĩnh lại, nhưng mà, hắn bây giờ vô cùng không muốn làm nhiệm vụ này, muốn hệ thống thu hồi nhiệm vụ này được bổn trưởng quỹ nể mặt ngươi thu hồi nhiệm vụ này lại đi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hiện tại dương phong thấy để hắn mở một cửa hàng là vừa đủ rồi nếu như lại mở thêm một chi nhánh nữa hắn tuyệt đối không làm hệ thống hệ thống bây giờ vô cùng cạn lời sao số mình lại khổ như vậy gặp phải một ký chủ không đáng tin cậy thế này nhưng mà chúng ta không thể giống như vị ký chủ này chuyện gì cũng phải giải thích rõ ràng không thể hấp tấp như vậy ký chủ thân mến của ta một khi nhiệm vụ hệ thống đã được ban bố, sẽ không được thay đổi hoặc thu hồi. Hệ thống rất chu đáo giải thích cho Dương Phong một chút về quy tắc nhiệm vụ của hệ thống. Nhiệm vụ này không phải ngươi muốn thu hồi là có thể thu hồi, một khi hệ thống đã ban bố nhiệm vụ, ngươi phải đi hoàn thành, chứ không phải kén cá chọn canh, thế nhiệm vụ không thích liền dở tính dở nét, vậy bổn trưởng quỹ cũng không làm nhiệm vụ này, Dương Phong là mình làm mẩy, hắn thật sự không muốn làm nhiệm vụ này, nói đúng hơn là không muốn hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì hắn không muốn mở thêm một chi nhánh nữa, hắn đã rất hài lòng với hiện trạng, cũng không muốn phí tâm tư để kinh doanh. Thêm một chi nhánh nữa, ký chủ, ngươi nghe bổn hệ thống giải thích, hệ thống biết nếu như không để vị ký chủ không đáng tin cậy này chấp nhận chi nhánh, nhiệm vụ này hắn rất có thể sẽ bỏ dở, dù sao, nhiệm vụ chi nhánh của hệ thống có hai cái, hắn từ bỏ một cái, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn. Dù sao, một ký chủ không đáng tin cậy chỉ muốn ăn no chờ chết, được, bổn trưởng quỷ sẽ nghe ngươi ngụy biện, Dương Phong xem hệ thống này định ngụy biện thế nào, có thể nói ra hoa gì không, để hắn thay đổi suy nghĩ, hệ thống không nhanh không chậm, dùng giọng điệu vô cùng khẳng định nói, ký chủ, ngươi cũng không nghĩ xem bổn hệ thống là cái gì, sao có thể để ngươi ra mặt mở chi nhánh chứ, hệ thống trước tiên định tính cho chuyện này, mở chi nhánh không cần lão nhân gia hắn phải đích thân ra mặt. Cho nên, vị đại gia này không cần lo lắng mình sẽ tăng thêm khối lượng công việc của cửa hàng, sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn ăn no chờ chết. Đối với những gì hệ thống nói, Dương Đại Gia vô cùng tán thành, hắn là ai chứ, hắn là trưởng quỷ, sao có thể làm những chuyện không có mặt mũi này, việc hắn cần làm là ở phía sau uống trà, ngân nga tiểu khúc, nhâm nhi vài chén rượu nhỏ, sống cuộc sống thần tiên mới đúng, từng hệ thống, ngươi nói cũng đúng, ta là trưởng quỷ, chủ tiệm, sao có thể đi quản. Những chuyện rườm rà như vậy chứ, Dương Phong nói năng hùng hồn, nếu như chuyện của chi nhánh không cần hắn lo chuyện này hình như còn có thể thương lượng hệ thống nắm bắt được điểm này của dương phong tiếp tục nói ký chủ ngươi có thể giao quyền quản lý cửa hàng cho một trong số các nhân viên như vậy ngươi chỉ cần ở lại cửa hàng chính ăn no chờ chết là được sở dĩ hệ thống tự tin thuyết phục dương đại gia làm nhiệm vụ này là bởi vì có nhân viên cửa hàng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha